Ngồi vỉa hè với sấp báo giấy, dù mưa hay nắng, Tiver vẫn nổi bật giữa con phố Avenue New York với những bộ vest mang đậm nét vàng son thời kỳ những năm 90, sự kết hợp áo vest form rộng, cà vạt và nơ. Mỗi ngày anh bán được khoảng 400 tờ báo. Trước khi chưa có ý tưởng này, anh chỉ bán được 50 tờ. Nhiều người nghĩ anh là người ăn xin, cho tiền mà không lấy báo. Được biết, Tiver Makhaya là một người đàn ông da màu, 34 tuổi. Anh sinh ra và lớn lên ở Gabon, miền Tây Châu Phi và vốn không may bị bại liệt bẩm sinh từ nhỏ. Anh đến Mỹ từ năm 2013 nhờ một chiến dịch của Liên Hợp Quốc giúp đỡ những người trẻ bị khuyết tật. Tiver sau đó đã xin tị nạn tại Mỹ nhưng không thành công. Từ đó, anh phải sống như một người vô gia cư trên đường phố New York và công việc bán báo dạo đến với anh từ dạo ấy. Một ngày tháng 4 năm 2016, có một người mua báo dừng lại và nói: "Thật tội nghiệp, sao đất nước này lại có thể để cho một người tàn tật đi bán báo như vậy?" Dù biết rằng họ không có ý xấu, nhưng Stever vẫn cảm thấy lòng mình nhói đau, tủi hổ khi người khác nghĩ mình ở đáy cùng của xã hội. Đêm hôm đó, đứng trước một cửa hàng Âu phục, anh thấy mình quá nhếch nhác. Stever thấy lòng mình chùng lại. Anh nghĩ, chính mình nhìn mình còn thấy đáng thương, huống hồ là người khác. Hôm sau, anh dành tất cả các khoản tiết kiệm của mình, 15.000 đô la Mỹ, khoảng 351 triệu đồng, mua đồ vét và gửi trong tầng hầm nhà bạn, bắt đầu ý tưởng của mình. Cứ thế, đều đặn mỗi sáng, dù nắng hay mưa, người dân ở khu phố Chelsea lại bắt gặp bóng dáng của Stever Makhaya ngồi trên xe lăn, bên cạnh là ba chồng báo, hai thùng sữa. Thế nhưng, nếu chỉ đơn giản như thế thì không có gì đặc biệt để lọt vào ống kính của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Moshe Katva. Điều làm cho người đàn ông vô gia cư này trở thành tâm điểm nổi bật của góc phố nhỏ chính là phong cách thời trang, hay cụ thể hơn là những bộ vest có màu sắc rất nổi bật mà anh diện mỗi khi đi bán báo. Điều này đã giúp cho Stever Makhaya được miêu tả như một tác phẩm nghệ thuật ngay trên đường phố New York và thu hút được sự chú ý của nhà nhiếp ảnh nổi tiếng Moshe. Stever từng giải thích về việc chọn lựa những trang phục cầu kỳ để diện là vì muốn thông qua thời trang để truyền tải câu chuyện của mình. Stever bộc bạch rằng bộ quần áo là sự kiêu hãnh, là vẻ đẹp tâm hồn cao quý và sự bình đẳng cho những người có số phận không may mắn, những người khuyết tật như anh. Anh mong muốn mọi người thay đổi định kiến về những người khuyết tật dù không thể hoạt động bình thường như những người khác. Nhưng họ rất tháo vát, còn có ích cho xã hội và đặc biệt có niềm đam mê thời trang như bao người. Tôi nghĩ nếu kiếm ăn bằng sự thương hại, bạn chỉ sống được trong một thời gian ngắn. Ngược lại, bằng tài năng của mình, cuộc sống sung túc của bạn sẽ lâu dài hơn, Stever bày tỏ. Ở góc phố Chelsea, Stever mỗi ngày đều gây ấn tượng với những trang phục quá đỗi bắt mắt. Phong cách cổ điển chính là điều mà anh định hướng để tạo dấu ấn cá nhân cho riêng mình. Những bộ vest lịch lãm kết hợp vô cùng ăn ý cùng các phụ kiện như mũ cối, tất, kính và giày tây
Đặc biệt, cà vạt cũng chính là một trong những điểm nhấn tinh tế giúp trang phục của Stever trở nên thời thượng và bắt mắt. Chỉ trong 6 tháng, anh đã thu hồi được số vốn bỏ ra để mua những bộ vest. Trong một năm, anh có căn hộ chung cư với giá thuê 1.000 đô la Mỹ mỗi tháng. Sau 2 năm, anh đã được nhập cư chính thức nhờ truyền thông đưa tin mạnh mẽ. Hiện tại, anh có một khoản tiết kiệm là 50.000 đô la Mỹ, khoảng tầm 1,2 tỷ đồng. Mời các bạn khán giả của kênh Quơ 1001 cùng nhìn ngắm những hình ảnh của Stever Makhaya qua bộ ảnh của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Moshe Katva, được miêu tả như một tác phẩm nghệ thuật ngay trên đường phố New York. Bộ ảnh đã nhận được rất nhiều sự chú ý của truyền thông và truyền cảm hứng vô cùng mạnh mẽ đến cho mọi người.
Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của kênh World 1001. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhấn like, subscribe để ủng hộ kênh nhé. Nhấn chuông để theo dõi các video tiếp theo và xin đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng xem. Chân thành cảm ơn các bạn và chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.